Niệm Phật khai trí tuệ. Vào thời Thanh, tại vùng tên là Trực Lệ, có người đàn ông họ Dương. Vì anh ta ngờ ngờ nghệch nghệch nên mọi người gọi anh ta là Dương Đầu Ngốc. Một mình anh ta ở trong túp lều tranh rách nát. Nè Dương Đầu Ngốc à, đây là tiền tôi bán rau còn dư lại, cậu lấy đi ăn một bữa no đi. Nè, bà ấy cho cậu bao nhiêu vậy chứ? Cậu có biết đếm hay không? Thiệt là tội nghiệp quá à. Cho tiền mà không biết đếm nữa cho nên mới bị... Thì bởi mới gọi là Dương Đầu Ngốc đó. Có một vị Trần Đạo Nhân biết được chuyện của chàng Dương Đầu Ngốc, đã đến túp lều của cậu ta, đưa cậu trở về nhận làm đồ đệ. Đầu Ngốc à, đây chính là cây chổi có thể quét bụi đó. Dạ, quét bụi. Nè, mỗi sáng khi con thức dậy cần phải quét cho thật sạch ngang. Dạ, quét sân. Đúng, sau khi quét xong thì đi lượm củi xong ta dạy cho con niệm Phật. Niệm Phật. Mỗi ngày Dương Đầu Ngốc đều học quét sân lượm củi. Khi tối đến thì Trần Đạo Nhân dạy cậu niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mỗi lần Dương Đầu Ngốc niệm Phật đều không rành rọt. Với lại niệm rồi thì ngủ say luôn. Đồ đệ đầu ngốc, sao con lại ngủ? Đã ngốc như vậy rồi còn không biết cầu tiến nữa. Như vậy buổi sáng quét sân lượm củi, tối đến niệm Phật hơn 100 lần, rồi bái lạy thời gian một cây nhang. 3 năm trôi qua, có một buổi tối. Dương Đầu Ngốc đột nhiên cười lớn tiếng. Trần Đạo Nhân cho rằng đồ đệ ngốc này lại muốn lười biếng nữa, liền lấy cây trúc dài chuẩn bị đánh cậu ta. Nhưng Dương Đầu Ngốc đột nhiên nói: Sư phụ ơi, hôm nay người không thể đánh con được. Trần Đạo Nhân cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi nguyên nhân. Cậu ấy trả lời sư phụ rằng: Sư phụ ơi, người khổ hạnh 18 năm nhưng không biết phương pháp tu hành. Nếu như người có thể giống như con, thành thật lại Phật niệm Phật thì đã sớm giảng sinh Tây Phương gặp Phật Tổ rồi. Trần Đạo Nhân cảm thấy Dương Đầu Ngốc hôm nay rất kỳ lạ, nhưng ông ta lại không hiểu hàm ý lời cậu nói. Ngày hôm sau, Dương Đầu Ngốc đi lên đỉnh núi hướng về phương Tây, rồi chắp tay niệm Phật đứng mà giảng sanh. Sau khi hỏa táng còn có xá lợi tử sáng chói. Dương Đầu Ngốc thành tâm niệm Phật, thật sự không hề ngốc chút nào.